Xin chào các bạn đồng tu trong cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Mình pháp danh là Nguyên Đài, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã ăn chay trường từ tháng 3 năm 2023 đến nay. Có nhiều nguyên nhân tác động đến quyết định là ăn chay trường của mình. Mà trong đó có một cái sự kiện lớn, đó là vào cuối tháng 2 mình được tham dự một cái khóa tu thiền 3 ngày tại Đồng Nai. Thì trong thời gian này đó, mình được ăn chay hoàn toàn, mình cảm nhận được cái vị ngon của từng món ăn. Vì vậy khi mà trở về nhà thì khoảng 2-3 tuần sau đó là mình quyết định ăn chay trường luôn. Và kinh nghiệm ăn chay trường của mình đó là ăn nhiều bữa, nếu có thể thì ta nên chia ra nhiều bữa, và kiểu gì thì cũng phải giảm cái phần tinh bột. Thứ hai là tăng lượng rau củ mà được nấu bằng hình thức luộc hấp hoặc là nấu nước, nấu lẩu. Và thứ ba là phải giảm nhiều cái thức ăn, bất cứ thức ăn nào mà được chế biến từ chiên, xào, rán hay nọ đó. Thứ tư nữa là để ăn được nhiều rau thì khi mà nêm nếm gia vị thì nêm nhạt thôi, đừng có nêm đậm quá. Nêm đậm nó mặn thì mình sẽ khó ăn được nhiều. Về mặt tâm linh thì cũng được nhiều lợi ích. Mình thấy mình siêng năng tu tập, mình biết được, mình giảm được. Khi mình nóng giận lên là mình có thể kiểm soát được cơn giận, mình biết là mình sẽ hạn chế, cố gắng kiềm chế lại. Và một cái lợi ích khác là mình thấy thân tâm nhẹ nhàng. Còn món ăn á, thì cũng mới biết nấu vài món thôi, trong đó mình đặc biệt yêu thích hai món này. Thứ nhất là món lẩu, thứ hai là món gỏi. Món nọ lẩu thì thành phần là gồm có các loại nấm hoặc là kèm thêm đậu hũ hoặc là chỉ có nấm không. Thơm, bạc hà, cà chua. Rau nêm thì gồm có ngò gai, ngò rí, ngò om. Và cái phần làm cho có cái vị chua thì có thể xài me, nước me hoặc là me chín, mình dầm cái nước sôi để mình lấy nước, hoặc là bột nêm lẩu thái. Khi mình mua nấm về mình sơ chế, mình rửa sạch rồi ngâm với nước muối khoảng 1-2 phút, mình vắt cho ráo, bóp nhẹ thôi, vắt ráo rồi mình vắt bớt nước, mình thả vào cái nồi nước sôi đang sôi già, nấu luộc chừng 1-2 phút. Xong rồi mình lấy ra, vắt ráo rồi mình sắc nhỏ. Sau đó là xào qua một ít cái dầu. Rồi cho một ít ta tránh xào. Rồi lấy cái nước lẩu, lấy cái nước là nước mình mới luộc á, mới luộc nấm á, mình cho vào mình nấu sôi. Khi nó sôi lại thì mình bỏ các cái món phụ vào, là cà chua, mặt hàng thơm gì đó bỏ vào, đậu bắp gì đó bỏ vào. Mình chờ sôi lại, mình nêm một cái loại gia vị đặc biệt đó là me, để nó làm ra cái vị chua của món ăn. Me, nước me hoặc là bột nêm lẩu thái. Thì ở trong video này thì mình xài là bột nêm lẩu thái. Sau đó sau cùng hết đó, thì mình cho rau nêm vào, cắt nhỏ là cho vào. Khi mà cho vừa cho rau vào là bếp là nhắc xuống, có thể ăn ngay với bún hoặc là cơm. Cái món thứ hai là món gỏi, cũng được làm từ các loại nấm. Khi nấm đem mua về thì cũng sơ chế rồi ngâm với nước muối 1-2 phút rồi đem trụng qua, luộc trụng cũng vừa chín rồi sắc nhỏ hoặc xé nhỏ, rồi thêm mè rang vàng giả dập để cho nó có mùi thơm, rồi rau răm, ngò rí, một chút muối, đường, nước chanh tươi hoặc nước tắc hoặc là giấm, và cần. Còn tay mình cũng rửa sạch xong rồi trụng qua nước sôi chứ không xào. Trụng xong rồi vẩy cho ráo, rồi lấy ra nó vẩy cho ráo rồi sắc nhỏ trộn. Món này mình có thể ăn với cơm hoặc là ăn với cơm bún hoặc là ăn với bánh tráng nướng. Mình hy vọng là cái món này nếu mà các bạn làm thì có thể ăn được nhiều mà không có sợ lên cân. Trong đó mình cũng có thể trộn thêm với một chút dầu á, một chút dầu thôi, rồi mình khử với hành ba rô,
cho vào trộn lên nó cũng có cái mùi thơm dễ ăn. Mình mong muốn là càng ngày càng có nhiều người ăn chay trường để thứ nhất là bảo vệ hành tinh xanh này, thứ hai là giảm bớt cái việc phạm tội với các loài chúng sanh khác, thứ ba là để tâm thiện tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng lòng từ bi của mình. Xin cảm ơn cộng đồng đã lắng nghe chia sẻ của mình. Chúc mọi người thân tâm an lạc. Xin cảm ơn. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi So Ha.